Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư tôn đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay Tủ sách Áo Lam chúng con sẽ bắt đầu đọc tập 10 của cuốn Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ do Hội đồng Hoằng Pháp ấn hành năm 2023 Phật lịch 2567. Kính thưa quý vị, Tủ sách Áo Lam chúng con phát nguyện đọc gần 2.000 cuốn sách Phật giáo và chuyển những cuốn sách này thành dạng sách nói tức audiobook. Trong thời gian sắp tới chúng con sẽ thành lập một thư viện Phật giáo bao gồm sách Phật giáo tiếng Anh lẫn tiếng Việt dưới dạng PDF, audio và video file. Chúng con kính xin quý vị yểm trợ tinh thần cho chúng con bằng cách subscribe, like và chia sẻ video này đến với những người hữu duyên. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu. Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ bậc tăng tài hiếm có. Thích Thiện Minh. Ngày 22/09/2023 vừa qua tôi bất ngờ nhận được email của PT. Diệu danh Vũ Thị Tuyết Mai, Đức Quốc, thư mời của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, Úc Châu, và TT. Thích Hạnh Viên, Việt Nam, đề nghị đóng góp bài viết trong tập Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nhị vị Thượng tọa nằm trong ban điều hành và biên tập Kỷ Yếu Tri Ân. Nhị vị cũng đang gánh vác Phật sự của ban báo chí và xuất bản trực thuộc Hội đồng Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi rất hoan hỷ hứa khả, nhưng lúc này lòng tôi cảm thấy nửa vui nửa buồn. Vui là vui có dịp để mình muốn nói lên lời tán thán và khâm bội những ân tình và nghĩa cử cao đẹp của vị ân sư mà cơ duyên tôi được gần gũi học hỏi cả oai nghi tế hạnh, thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của ngài. Cho dù, nửa chữ cũng thầy do trải qua suốt nhiều năm dài bản thân tôi và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ có rất nhiều kỷ niệm vì cùng bị đọa đày nơi gông đóng chỏng mang sự hành hoạt của Hòa Thượng trong tù tôi sẽ nói sau. Tôi bị tù trên 26 năm, vào tù trước Hòa Thượng và được phóng xá sau Hòa Thượng. Khi được trả tự do Hòa Thượng và tôi lại cùng nhau tiếp tục đóng góp cho công cuộc giữ vững nền móng của ngôi nhà chung giáo hội vì mệnh đồ tương lai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Buồn là buồn viễn cảnh xã hội Việt Nam thấm thoát đã 48 năm kể từ ngày thay ngôi đổi chủ đến nay, đất nước vẫn mịt mù tăm tối, đồng bào vẫn sống trong cảnh lầm than thống khổ mất tự do, xã hội không dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo càng buồn là chư tôn đức tăng trước đây thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn còn khoảng cách tự chia nhau ra 3-4 nhóm. Giáo hội không có lực mạnh vì chưa được hợp nhất, một phần do bị thế quyền phân hóa, một phần do chính mình, cố chấp, nghi kỵ, thiếu bao dung nên sa vào ý muốn của kẻ bạo quyền. Đặc biệt, tôi vô cùng buồn và lo âu cho bệnh duyên của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, vì Hòa Thượng là đống lương, là giường cột, là linh hồn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội đang cần và rất cần ngài trong tình hình hiện tại. Nghịch duyên thay, sức khỏe của Hòa Thượng ngày càng suy yếu. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư thánh tăng ni và Phật tử từ đạo cùng hồn thiêng sông núi Anh Linh tùy từ gia hộ cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ vượt qua cơn trọng bệnh hiểm nghèo và mong sớm được phục hồi. Tôi vừa thăm Hòa Thượng lúc 2:30 chiều qua 21/09/2023, thấy Hòa Thượng đang thở oxy. Nhìn tôi ngài cố mỉm cười tay vẫy nhẹ chào trông rất yếu ớt. Hòa Thượng gắng gượng nói, bệnh ung thư xương đã di căn lên phổi, hay mệt lắm nên phải hút dịch tràn. Còn nước còn tát, giờ chỉ còn trông chờ một phép màu thôi. Tôi nghe như đau nhói cả tim mình vì tôi lực bất tòng tâm, lòng tôi như chết lặng lúc ấy. Có hai bác sĩ đi vào và rất nhiệt tình quan tâm thăm hỏi bệnh nhân và nhịp nhàng treo lọ thuốc đặc trị cho truyền chảy từ từ vào ven tay và điều chỉnh chiếc máy theo dõi nhịp tim. Hơi thở cho Hòa Thượng. Buổi viếng thăm được 30 phút tôi từ giã về và nói hôm nào con sẽ đến thăm Hòa Thượng nữa. Khi về đến chùa lòng tôi cảm thấy bất an khi nghĩ đến ngài. Tôi vội mời một Phật tử tinh thông y lý dòng dõi con cháu của ngự y Triều Nguyễn, với dự định đưa vị này vào thăm Hòa Thượng để có thể giúp được gì cho bệnh tình của ngài không. Nhưng vì chưa đủ duyên nên không thể thực hiện được ý nguyện này. Dầu sao, người xuất gia ai ai cũng biết, bệnh cũng là nghiệp. Chúng sinh đa nghiệp, mỗi người mỗi nghiệp khác nhau, nên sinh cũng khác nhau và tử cũng khác nhau không ai thoát qua khỏi cửa ải sinh tử. Trên đời này mình có thể chia sẻ giúp nhau đủ mọi thứ nhưng bệnh tật thì không thể chia sẻ được. Nghiệp lực là một sức mạnh vô hình hết sức lớn lao và vi tế tiềm ẩn do sự huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp hay từ vô lượng kiếp chỉ có bậc đắc đạo giác ngộ hay thánh giả mới thấu rõ được. Tôi còn nhớ những năm tháng trong lao tù có hai vị tăng luôn được mọi người ngưỡng mộ kính trọng về tài năng và đức hạnh đó là Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Nguyên Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Nguyên Cố Vấn Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nhị vị là tấm gương sáng, là hơi ấm lan tỏa tình yêu thương, là nguồn an ủi trong cảnh khổ nhục tù đầy. Đặc biệt,
Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ một vị cao tăng tài hoa, đa tài thơ, văn, nhạc, họa, thư pháp, dịch thuật, viết sách, báo chí. Hòa thượng được mời thỉnh giảng dạy đại học khi còn trẻ. Ngài biết nhiều ngoại ngữ Anh, Pháp, Nhật, Đức, Hán, Phạn, Pali, Lào, Thái, vân vân. Hòa thượng thông kinh Bác Lãm Cà Nguyên Thủy Đại Thừa, Thiền Tông, dịch Đại Tạng Kinh để lại cho đời, vân vân. Hòa thượng là một bậc văn tài hiếm có, túc thế thiện căn, quán đạo tinh tường, lợi căn đại trí, nhất là những dòng thơ sâu sắc như Nhà Ngọc Phun Châu của Hòa thượng thật vô cùng tuyệt bích. Thời gian bị cầm tù tại trại Z30A Xuân Lộc Đồng Nai, trưởng trại giam kêu gọi Hòa thượng đăng ký tham gia dịch thuật các loại sách ngoại ngữ tại nhà, khỏi đi lao động vất vả mưa nắng bên ngoài, nhưng ngài từ chối và sẵn sàng đi làm ruộng, cuốc đất, khuân đất, đào ao, trồng rau, hái điều, vân vân. Để đồng cam cộng khổ với các tù nhân cùng cảnh ngộ, Hòa thượng chỉ dùng cơm ngọ buổi trưa mỗi ngày một lần, chiều về uống chút bột sắn dây hay chút bột cam rồi ngồi thiền. Thân thể Hòa thượng rất gầy ốm, nhưng thần trí quang minh. Nhiều hôm lao động về đi ngang suối gặp lúc trời mưa to, nước chảy xiết, anh em tù phải cõng ngài sang suối kẻo nước cuốn trôi. Hôm nào lao động buổi chiều về sớm tí, ngài sang phòng rủ tôi đi thăm anh em ở các phòng khác, mọi người rất vui mừng khi Hòa thượng đến chơi, tất cả quây quần bên nhau thân mật cùng ngồi dưới mái hiên chuyện trò đàm đạo vui vẻ, và nghe ngâm thơ, hát nhạc đấu tranh. Những bài thơ, nhạc được các anh em sáng tác từ trong tù và thỉnh thoảng thơ văn của chính Hòa thượng sáng tác nữa. Phong cách sống của Hòa thượng rất bình dị, vui vẻ, hài hòa, thu hút được sự cảm mến kính trọng của nhiều tù nhân chính trị và tôn giáo. Ở trong tù có rất nhiều linh mục, mục sư, chức sắc đạo cao đài, hòa hảo, tứ ân hiếu nghĩa, vân vân. Mỗi buổi sáng, khi có tiếng kẻng báo hiệu thì tù nhân chuẩn bị ra sân tập trung đi lao động. Cho dù có bị cưỡng bức lao động, rất nhọc nhằn. Vở vả, duyên may có Hòa thượng bên cạnh, ngài thường xuyên mang theo đường cà phê mời toàn đội uống nên không khí lúc nào cũng vui vui quên đi mệt nhọc, hoặc vừa làm hòa thượng vừa kể những mẩu chuyện đạo để mọi người thâm tín nhân quả và gieo niềm tin Phật Pháp của ánh sáng chân lý. Có nhiều anh em ra tù xuất gia, có người ghé chùa Già Lam viếng thăm hòa thượng hoặc có gia đình vợ con, nhưng nhờ hiểu Phật Pháp ngay từ trong nhà tù nên khi về xã hội sống rất chuẩn mực đạo đức, đây là công đức và hành trạng của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ trong những năm tháng lao tù. Tôi rất lấy làm đáng tiếc có sự khác xa nhau quá chênh lệch giữa tôi và Hòa thượng là trí tuệ, mà trong suốt cuộc đời này có thể cả kiếp sau tôi vẫn theo không kịp sở học và trí tuệ uyên thâm của Hòa thượng. Bản thân tôi sở học kém lại mang án tù lâu dài nên tri thức cạn hẹp, phước mỏng nghiệp dày, chứng duyên che lấp, muội tánh tối tăm, hành trì thối thất, căn cơ ám độn, do đó muốn góp phần mình cho đại cuộc xiển dương chánh pháp và hưng long giáo hội thì tự xét thân mình tài sơ trí thiền. Nhiều lúc khát khao phải chi được vài phần trăm của Hòa thượng thôi thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện kiếp này rồi. Có những cuộc tiếp kiến của Hội đồng Giáo phẩm TW, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và phái đoàn quốc tế như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, các tổng lãnh sự hoặc chuyên viên cố vấn Bộ Ngoại giao các nước Anh, Pháp, Đức, vân vân. Hòa thượng thông thạo ngoại ngữ, đến nỗi nhân viên phiên dịch cũng phải bất ngờ qua ứng xử đối đáp, giải thích, phân tích các sự kiện liên quan từ thời vàng son của Phật giáo ở quá khứ cho đến giai đoạn bị kìm hãm, sách nhiễu, bách hại, phân hóa nghiệt ngã như hiện nay thật là tuyệt vời. Hòa thượng rất xứng đáng là bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo nước nhà, bậc trí lự sâu xa, túc phúc nhiều đời, gieo trồng nhiều cội đức nên mới có kiến đa thức quảng được như thế. Nhưng, tôi biết có lẽ sẽ có người nói rằng, nhân vô thập toàn, vậy không lẽ Hòa thượng Tuệ Sĩ là người thập toàn như tôi nói hay sao? Xin thưa, tôi dĩ nhiên đồng ý câu nói của người xưa rằng, nhân vô thập toàn. Tuy nhiên, những điều tôi xưng tán Hòa thượng Tuệ Sĩ trong bài viết này là theo những gì chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe về hành trạng của ngài. Tôi không nói những gì tôi không biết về Hòa thượng Tuệ Sĩ. Và tất nhiên, tôi không thể nào thấy, nghe và biết hết về hành trạng của ngài. Những gì tôi viết trong bài này hoàn toàn là cảm nhận từ cá nhân tôi, không phải là cảm nhận của tất cả mọi người. Vì mỗi người có cảm nhận khác nhau về người khác. Trên đường hành đạo, phụng trì chánh pháp với nguyện lực bi mẫn để khuyến hóa tứ chúng đồng tu, Hòa thượng đã đóng góp những công trình to lớn trong công cuộc hoằng pháp lợi sanh. Những pho kinh sách đồ sộ của ngài khi có dịp cầm trên tay xem qua và tôi tự nhận định bản thân mình không thể thấu hiểu hết nghĩa lý sâu xa mà thoáng nghĩ chỉ có thể để dành cho các bậc khảo cứu, nghiên cứu.
Riêng tôi xin tỏ thật có khá nhiều kinh sách của Hòa Thượng tôi vẫn đang để trưng bày trang nghiêm nơi gác kệ. Tôi sốt biết kinh sách của Bậc Thượng Trí, Bậc Cao Sĩ giữa thời mạt Pháp luôn hữu ích cho đời cho thế đạo nhân tâm. Học trò của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ nay có nhiều vị ở trong lẫn ngoài nước đã là danh tăng, là Hòa Thượng, Ni Trưởng, là sứ giả của Như Lai đang tiếp nối mạch nguồn của ân sư để không phụ người đã dày công huấn dục. Với trí tuệ nhỏ bé của mình, tôi biết được Hòa Thượng là người khiêm cung chẳng màng danh lợi, không thích những chức phẩm cao sang, sống thanh cần đạm bạc, chỉ đơn sơ là một học giả, là người thích cầm bút và giảng dạy. Còn việc được ủy nhiệm chức vụ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ủy thác là thế chẳng đặng đừng, buộc lòng Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ ra tay đảm đương gánh vác trong lúc nội tình giáo hội đang ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng tôi chỉ biết nói lên lời thâm tạ và tỏ lòng tốt kính bậc duệ triết, tôi tuyệt đối khâm thừa những giáo chỉ, ý chỉ của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ một lòng nghiêm cẩn và y giáo phụng hành. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Việt Nam, ngày 24/09/2023, nhằm mùng 10/08 âm lịch năm Quý Mão Tỳ Kheo Thích Thiện Minh. Cúng Phật bát cơm tù. Thích Tâm Phương. Chắc hẳn chúng ta ai ai cũng đều nhớ đến biến cố lịch sử của thập niên 80, giai đoạn có một số chư tôn đức bị bắt bớ giam cầm, trong đó có Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ và Thầy Chí Siêu Lê Mạnh Thát, cả hai đều bị kết án tử hình. Tin này được loan ra, ai nấy bàng hoàng và rồi tất cả các giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và Úc Châu, cũng như tất cả các cộng đồng, hội đoàn người Việt tự do đồng thanh lên tiếng kêu gọi quốc tế can thiệp vào vụ án của hai ngài. Và sau nhiều năm với nhiều hình thức phản đối từ tuyệt thực, gửi thỉnh nguyện thư đi khắp nơi cùng sự can thiệp của quốc tế, cuối cùng chính quyền Việt Nam đã giảm án tử hình của hai ngài xuống còn chung thân khổ sai. Thế nhưng sau 14 năm bị giam cầm với bao đọa đầy, Hòa Thượng Tuệ Sĩ và Thầy Lê Mạnh Thát đã được trả tự do. 14 năm trong chốn tù đầy, phải chịu bao khổ nhục, tưởng đâu sẽ làm nhục chí người tu, nhưng không, Hòa Thượng Tuệ Sĩ vẫn bình thản cho ra những vần thơ tuyệt tác khiến người xem không khỏi bồi hồi xúc động. Thơ của Ngài cũng uất ghi lại những chứng tích lịch sử, không hề có sự hận thù mà lòng từ bi của Ngài luôn chan hòa lan tỏa. Thơ văn của Ngài thì quá phong phú và giàu có, đã được nhiều người ca ngợi tán thán, nơi đây chúng tôi chỉ xin nhắc lại, trong những năm tháng lao lý, thân của Ngài thì bị giam cầm, nhưng tâm của Ngài không ai có thể khống chế được, do vậy lúc nào Ngài cũng thấy thanh thản để có thể dệt nên những vần thơ xúc động lòng người. Chúng tôi muốn nói đến tập thơ tù mà trong đó bài thơ, Cúng Dường, là bài thơ khiến cho tôi cảm động nhất. Trong trí tôi đã hiện ra hình ảnh một vị tăng sĩ dù thân tù tội mà vẫn không quên nâng chén cơm tù đạm bạc cung kính cúng dường Đấng Thế Tôn trước khi thọ dụng, đồng thời nước mắt đã rơi khi chạnh lòng thương xót chúng sinh, vì sự vô minh khiến cho dòng máu hận thù luôn tuôn chảy. Phụng thử ngục tù phản cúng dường tối thắng tôn thế gian trường huyết hận bình bát lệ vô ngôn. Dịch nghĩa. Hai tay dâng bát cơm tù. Cúng dường tối thắng đại từ Thế Tôn. Cõi trần máu hận trào tuôn. Tay bưng bình bát lặng thầm lệ rơi. Bản dịch của Nguyễn Minh Cần. Nếu người viết nhớ không lầm thì vào khoảng tháng 10 năm 1996, khi tập thơ tù Ngục Trung Mỹ Ngữ của Hòa Thượng Tuệ Sĩ được truyền ra hải ngoại thì có khoảng 20 tờ báo, diễn đàn thi ca đăng tải và được bình phẩm như là một tuyệt tác để đời. Một tác phẩm mà nhiều người không phải là tăng ni hay Phật tử, mà là giới trí thức bốn phương đều ngưỡng phục bậc xuất trần thượng sĩ, một trí thức Phật giáo thượng thừa. Một nhà thơ đạo lừng danh với tấm lòng từ bi của một vị Bồ Tát, dù trong hoàn cảnh bị tù đầy, gian khổ mà vẫn có thể cho ra những áng thơ ẩn chứa tinh thần bất khuất để đời cho hậu thế như vậy. Kính bạch Ôn, con tỳ kheo Thích Tâm Phương là hàng đệ tử hậu học của Ôn, chúng con không dám luận bàn một điều gì cho dù nhỏ nhất, nhưng nơi đây chúng con chỉ cảm xúc và ghi lại đôi dòng là những gì chúng con tận mắt thấy trên diễn đàn báo chí trong thời gian ấy như một điểm son, dấu ấn vàng để lưu niệm vào tập kỷ yếu này. Bạch Ôn, ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch Quý Mão vừa rồi, con có về Quảng Hương Già Lam đảnh lễ Húy Nhược Ôn Già Lam. Và sau đó con được Ôn cho phép đảnh lễ Ôn tại Thị Ngạn Am, hai thầy trò ngồi lặng yên trầm tư bên chén trà Triệu Châu tỏa hương đạo. Con nhìn thấy sức khỏe Ôn đã yếu dần theo năm tháng, mà Ôn lại ngày đêm mang nặng hoài bão chi nguyện để sớm được hoàn thành bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam mà chính Ôn và Hội đồng Hoằng Pháp đã phát nguyện thực hiện. Kính Ôn, con rất muốn thưa với Ôn. Trong lúc này Ôn cần lo sức khỏe là chính, mọi việc Phật sự rồi sẽ từ từ viên mãn, nếu sức khỏe Ôn sớm được bình phục, nhưng con nào dám.
Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng nhạt phai dần, 6 giờ tối thị giả vào báo xe đã chuẩn bị đưa Ôn về Phật Ân Long Thành, còn cúi đầu đảnh lễ Ôn, Ôn nắm tay siết chặt như dặn dò, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Chia tay Ôn lòng con ngậm ngùi, tự hiểu rằng mình trở về Úc, lần sau trở lại không biết có còn được đảnh lễ Ôn, có còn được nắm giữ lòng bàn tay siết chặt khuyến khích của Ôn trên bước đường phụng sự đạo Pháp và dân tộc nữa hay không. Lời cuối, Ôn cho con xin niệm Ôn đã gửi tặng tu viện Quảng Đức chúng con hai câu đối như là một món quà tâm linh vô giá đang được phụng thờ tại hậu tổ Quảng Đức nhân dịp mừng đại lễ khánh thành năm 2003. Quảng Mạc Thiên Hoang Cố Lý, Nhi Phế Hưng Cảnh Tàu Kinh Đào, Phiến Diệp Phù Nang, Quải Nạp Đằng La Thử Ngạn. Đức Hành Thế Khoát Tham Phương, Tỷ Chiêu Lộ Hàm Huy Diệu Cảnh, Không Hoa Thủy Nguyệt, Huyền Hà Bích Lạc Thần Châu. Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu, ngày 29/09/2023. Tỳ Kheo Thích Tâm Phương, Thầy Tuệ Sĩ trong Vận Mệnh Phật Giáo Việt Nam. Nguyên Không Nguyễn Tuấn Khanh. Phật giáo Việt Nam trong nửa thế kỷ này, có thể nói đã trải qua hai lần chuyển biến, chân đứng như chạm mép vực sâu của thời thế, và của cả những điều khó nói. Trong hai lần chuyển biến đó, tôi học được sự điềm nhiên và những bước đi có chọn lựa đầy trí tuệ của Thầy Tuệ Sĩ, qua nhiều cảnh ngộ khác nhau. Những năm tháng sau khi Việt Nam thống nhất địa lý, nhưng đó cũng là lúc Phật giáo bị tan tác, chia rẽ và hình thành giáo hội mới với sự bảo trợ của nhà nước. Đó được coi là lần chuyển biến thứ nhất, những bậc thầy của Phật giáo Việt độc lập truyền thống rơi vào những hoàn cảnh xót xa. Những minh sư hiền giả lại đẩy vào cái chết bất thường, tù đày, cô lập trong giai đoạn rối ren, hỗn loạn. Thế hệ tiếp nối của tinh thần Phật giáo lúc đó như Thầy Tuệ Sĩ, Mạnh Thát, Thích Phước An mỗi người một nơi. Nhưng riêng với Thầy Tuệ Sĩ, sự có mặt, đối thoại và hành xử theo luật pháp Việt Nam vào giai đoạn sau năm 1975, đã đặt các nhà làm chính sách ở Việt Nam vào thế muốn xem giáo hội. Phật giáo Việt Nam thống nhất là một tổ chức bất hợp pháp là một điều không dễ. Sự biến Lương Sơn là một biến cố mà sự có mặt của Thầy đã mở ra một chứng minh quan trọng, cộng đồng tôn giáo, dù lớn hay nhỏ, là một thực thể lịch sử và truyền thống vượt lên hạn chế của tên gọi. Thời gian và địa lý, bất luận có được thế quyền nhìn nhận hay không. Chính vì vậy, việc có thêm một giáo hội, chỉ có ý nghĩa làm đa dạng sinh hoạt tôn giáo chứ không thể vì vậy mà loại trừ một hoạt động tôn giáo khác. Cấm chỉ, thành lập hay loại bỏ bằng quyền lực chỉ là hoạt động vô nghĩa ngoài ra. Buộc lòng phải lên tiếng vì lẽ phải, và sự tồn tại của một tập hợp tôn giáo có tính lịch sử của người Việt Nam, Thầy Tuệ Sĩ đột nhiên trở thành một hình ảnh mang tính chính trị. Ngay cả án tử hình 1988 hay những lần bị tù, quản thúc, Thầy được chúng Phật tử kính trọng với câu trả lời trở thành kinh điển trước các quan chức hay tòa án, nhưng Thầy lại không coi đó là danh tiếng hay điều đáng lưu tâm trong cuộc đời theo chân Phật. Thầy Hạnh Viên, người kề cận nhiều với Thầy Tuệ Sĩ có kể rằng, Thầy Tuệ Sĩ thấy ngại khi người ta nói nhiều về những năm tháng khó khăn của Thầy, ngại khi nghe nói về những phát biểu có tính như một nhà đấu tranh chính trị. Ôn, ngài, nói là một người đi tu. Điều đáng nói là sự giác ngộ và giá trị tu tập của mình, còn những chuyện khác đó là sự đối phó với đời thường, không có gì đáng nói. Nếu cứ nói miết về tính chính trị, hóa ra, đời mình đã sao lãng kinh kệ rồi sao? Quả thật, vận mệnh của Phật giáo Việt Nam nổi chìm theo vận nước. Thầy Tuệ Sĩ nói, và xác định sự tự tại, mình định giá trị đời mình trong vận mệnh của Phật giáo, là điều buộc phải làm chứ không là điều Thầy chọn làm. Đó là lý do những đoạn thăng trầm, bất hòa và mất kết nối trong nội bộ dẫn đến chuyện năm 2005, Thầy bị thay thế bởi một thành viên khác trong ban chỉ đạo viện hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thầy vẫn tập trung làm công việc dịch kinh, chú giải và Phật sự như lẽ sống quan trọng nhất. Một người đến với Phật, điều quan trọng nhất vẫn là tìm về ngồi dưới chân Phật. Tấm lòng và trí tuệ của Thầy vẫn tỏa sáng. Tháng 5 năm 2019. Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ ra quyết định số 14 trao quyền điều hành giáo hội cho Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Nên đến tháng 4 năm 2020, nhân lễ trung thất của Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ tuyên bố phụng thừa quyết định ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Có thể nói, lúc này là lần chuyển biến thứ hai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, việc xuất hiện và được giao phó. Khiến nhiều vị chức sắc và những nhánh hoạt động thiên về Phật giáo thống nhất đàm luận, chất vấn, và thậm chí tỏ ra nghi ngờ. Bởi lẽ, Thầy ẩn dật và dành nhiều thời gian cho các công trình Phật học, được cho là có lẽ đã quy thuận,
chính quyền và không còn muốn tranh đấu. Đó có thể là lý do, dù được Đức Đệ Ngũ Tăng thống giao toàn quyền, thầy chỉ xin được nắm vị trí là một bình pháp tỳ kheo, chờ khi thuận tiện sẽ tổ chức đại hội để dựng lại hội đồng lưỡng viện và bầu ra người lãnh đạo mới, Đức Đệ Lục Tăng thống. Cho đến ngày 21 và 22 tháng 8 năm 2022, thầy mới vận động được chư tôn đức để dựng lại hội đồng giáo phẩm trung ương và hội đồng này đã thỉnh cử thầy làm chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ viện tăng thống. Hơn ai hết, thầy hiểu vấn nạn của nội bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lúc này, có người muốn đấu tranh quyết liệt đối đầu, có người muốn tập hợp lực lượng chính danh, có người muốn giữ yên tình thế để phát triển nhân lực và vật lực, nhưng quan trọng sự bất đồng là điểm chính, trong sự theo dõi chặt chẽ của nhà cầm quyền. Chính vì sự nóng lòng muốn có người lãnh đạo, để đấu tranh, để phục hoạt, mà đã từng có một đại hội tự tổ chức ở miền Trung không lâu sau khi Đệ Ngũ Tăng thống viên tịch, để bầu lên Đệ Lục Tăng thống. Tuy nhiên kết quả và chức vị từ đại hội đó dần im tiếng vì không chính danh. Những năm tháng này là sự đau yếu kéo dài của thầy Tuệ Sĩ. Nhưng thầy vẫn nhận vị trí cố vấn hội đồng Hoàng Pháp, và thành lập hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời. Công trình mới nhất là phiên dịch 29 cuốn kinh, luật và luận thuộc thanh văn tạng của Đại Tạng Kinh Việt Nam, được coi là vô cùng quan trọng trong tàng thư Phật giáo cho người Việt Nam. Có lúc, vang lên lời chất vấn về chuyện tự do tôn giáo đang khốn khó, tại sao thầy Tuệ Sĩ lại không chọn tranh đấu, mà lại thực hiện việc dịch kinh sách. Thật, trong bối cảnh lửa tàn cho lạnh của sinh hoạt tôn giáo độc lập nói chung, lời chất vấn này không phải là không có ý nghĩa. Câu hỏi đặt ra, nhằm trực diện đến vận mệnh Phật giáo Việt Nam tự do hôm nay, cũng đã có lúc gieo cho tôi sự hoài nghi, khiến tôi phải loay hoay đi tìm sự giải đáp giữa thế giới đầy biến động này. Năm 1959, khi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 phải đi tị nạn sang Ấn Độ để tránh âm mưu sát hại của Cộng sản Trung Quốc, trên đường đi, những nghĩa quân kháng chiến Tây Tạng đón ngài, và đề nghị ngài làm lãnh đạo tinh thần của cuộc kháng chiến đòi độc lập. Nhưng là một người đi tu, ngài chỉ có thể đấu tranh bằng lời kinh truyền thống, và mở rộng tinh thần tôn giáo tự do bên ngoài quê hương bị Cộng sản thao túng, đàn áp. Khi đến Ấn Độ, nghe thấy có người kháng chiến thất vọng về ngài đã tự sát. Lúc đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã khóc, và nói rằng ngài không thể đứng ở vị trí chỉ huy những cuộc tấn công hủy diệt con người, và cầu xin những người kháng chiến hãy bình tâm. Cũng chính vì vậy, năm 2011, Đức Đạt Lai Lạt Ma xin rút vai trò chính trị trong Quốc hội lưu vong, để dành trọn thời gian vận động tinh thần cho một nước Tây Tạng độc lập. Đấu tranh trực diện là giai đoạn, nhưng gìn giữ giá trị truyền thống cho mai sau, mới là điều phải tận lực. Tôi như chợt nhìn ra cuộc vận động lặng lẽ, và là giường cột của thầy Tuệ Sĩ chủ xướng. Chủ ý của thầy là dành sức cho vận mệnh Phật giáo Việt Nam độc lập và tinh khiết, một ngày mai phải đến. Sau năm 1975, việc tách nhập Phật giáo, tạo thành nhánh mới vào năm 1981, mọi thứ hoàn toàn là trỏng trơ, với toàn bộ trí tuệ kinh điển, đều là của những bậc đại sư của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tạo dựng, chuyển soạn, phiên dịch ngoài đền đài, những tượng Phật to lớn và ngôn từ thao túng trục lợi dân chúng của giáo hội mới, xương sống của Phật giáo Việt Nam độc lập là kinh điển hình thành mọi lý thuyết, vẫn sừng sững không thể xâm phạm và xóa bỏ. Nếu cam tâm hủy diệt, tức có nghĩa hủy diệt luôn cả bộ mặt sơn son thép vàng vô hồn của giáo hội Phật giáo mà nhà nước dựng lên. Đời người thì hữu hạn, và cả một chế độ cũng hữu hạn. Tiếp tục duy trì trí tuệ thật, của Phật giáo thật, là chuyện của trăm năm sau, của những thế hệ tìm thấy chỗ dựa để dựng lại xã hội Việt Nam, với Phật giáo đang suy đồi vì danh lợi và chính trị. Và hơn hết, dành sức cho tri thức Phật giáo, cũng đồng nghĩa làm thất bại những lời vu cáo về, lợi dụng tôn giáo, hoạt động chính trị. Cũng như nhiều năm trước, đột nhiên thầy Tuệ Sĩ phải bước ra, cất tiếng trong vận mệnh của Phật giáo Việt Nam trong bi thương. Hôm nay, ngài chấp nhận im lặng trước những câu hỏi không thể trả lời một lần, mà đang dồn sức lực cuối cùng, hành động cho tương lai của Việt Nam, tương lai của vận mệnh Phật giáo Việt Nam ngàn đời. Nơi nào hiểm nạn, tôi nguyện sẽ là cầu đò. Nơi nào tối tăm, tôi nguyện sẽ ngọn đuốc sáng. Đây có thể là ước nguyện xa vời, thậm chí sáo rỗng đối với một số người. Nhưng đó chính là mặt đất kim căng để trên đó tuổi trẻ tự vạch hướng đi cho mình, tự quy định những giá trị sống thực cho chính đời mình, lời của thầy nói với tuổi trẻ Việt Nam từ nhiều năm trước, đến nay vẫn y nguyên vậy. Sự kiên quyết và hành hoạt không lùi bước của thầy có thể được xem như một thái độ chính trị cho đạo Phật trước buổi hỗn mang, nhưng chung quyết vẫn là ý chí và tâm nguyện của một người kiên tâm thừa tự chánh pháp,
nguyện soi đường cho thế hệ Việt mai sau. Nguyên không Nguyễn Tuấn Khanh. Kính thầy. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ. Nguyễn Thanh Huy. Vẫn rực sáng giữa đêm dài tăm tối. Thầy hiên ngang sống trong chốn lao tù khí phách đó ngàn sau không hổ thẹn, tuổi tên thầy vào tận cõi thiên thu. Ôn Tuệ Sĩ. Nhân cách lý tưởng và tư tưởng chủ đạo. Quảng Pháp Trần Minh Chiết. Tôi đọc hoặc nghe đâu đó, một vài lần vị thị giả kề cận nhất của. Ôn kể lại, thầy là một vị tỳ kheo không có chùa và đệ tử. Có nghĩa là ôn không quan tâm việc xây chùa, dựng tháp, ôn không tự nhận mình là sư phụ, hoặc thầy của bất kỳ ai, cho dù học trò của mình thì rất đông và hiện cư ngụ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù trong số chúng ta, đã có nhiều chư vị tăng, ni từng ngồi trong giảng đường Phật học mà ôn đích thân hướng dẫn, từng có nhiều vị nương nhờ đức hạnh của ôn, thông qua việc chứng minh để thọ tam quy ngũ giới, hoặc do một nhân duyên đặc biệt, hay kỳ vọng nào đó, như tôi biết trường hợp của Nguyễn Hoàng Thanh Tâm ở Úc, một Kitô hữu, nhưng được thầy ban cho pháp hiệu Trí Nhân, hoặc thiên nhãn cho tâm thường định Bạch Xuân Phè. Mỗi trường hợp dù có khác hay với tâm cảm chung hoặc riêng, chúng ta có thể tôn kính ôn như một người thầy hay là sư phụ. Nhưng tuyệt nhiên, rất nhiều lần ôn thối thác. Một bận, ở cương vị đệ nhất phó viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, khi mà quý anh chị huynh trưởng thuộc ban hướng dẫn Trung ương, Hoa Kỳ thường xuyên gửi thư để thỉnh ý ôn nhiều Phật sự liên quan gia đình Phật tử, liên đới giữa quốc nội và hải ngoại. Bấy giờ Hòa Thượng Quảng Độ còn bị quản thúc rất nghiêm ngặt, nên chỉ có Ôn Tuệ Sĩ phải cáng đáng và giải quyết nhiều vấn đề cấp thời cho tổ chức trong bối cảnh vô cùng nhiễu nhương, có thể nói sinh tử của gia đình Phật tử Việt Nam. Song, trong nhiều lần được thỉnh ý, có lần đã góp ý cho một vấn đề cụ thể xong, Ôn viết thêm trong email, quý anh chị tuy coi tôi như thầy, nhưng tôi không thể cột tay mà kéo anh chị đi được. Tất nhiên trong ngữ cảnh này, nghĩ chỗ gần gũi thâm tình, Ôn nêu bật vai trò và trách nhiệm của cấp huynh trưởng lãnh đạo, nhưng giải phóng sự ràng buộc của bóng dáng một, ông thầy, trong việc quyết định tiến thủ cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, mà nay có thể áp dụng chung cho cả cơ chế hải ngoại và thế giới. Điều này thấy rõ trong nhiều văn bản Ôn gửi chung, hoặc riêng cho gia đình Phật tử. Nhưng câu nói đó, bấy giờ bị một vài vị huynh trưởng cao niên và cao cấp diễn đạt sai lệch, theo chủ ý riêng, và định hướng riêng. Song, quan điểm này một lần nữa đã được Ôn nhắc đến trong bài tham luận đạo Phật với thanh niên, một cách thẳng thắn nhưng thận trọng, các bạn trẻ cũng nên tự mình tìm cho mình một hình thái cho đạo Phật thích hợp, không phải là hình thái được lập thành khuôn mẫu do bởi các anh chị trưởng, do các đại đức, thượng tọa, hay do các nhà nghiên cứu uyên bác. Một thiền sư Việt Nam đã nói, nam nhi tự xung thiên chí, hiu hướng Như Lai hành xứ hành. Ta hãy đi con đường do chính ta lựa chọn, không cần gì phải lắt nhắt theo dấu vết của Như Lai. Khẩu khí này nhiều khi khiến ta sợ hãi, e rằng có quá tự phụ, quá ngạo mạn chăng? Đừng có phổ nhạc những lời ấy thành giai điệu với tiết tấu hành khúc dồn dập, mà hãy thử phổ thành một sonata nhỏ của mặt hồ tĩnh lặng, ta sẽ nghe được âm hưởng này, hãy bình thản tự chọn cho mình một hướng đi, sẵn sàng chịu trách nhiệm đối với hậu quả xuất hiện trên hướng đi mà ta đã chọn. Vậy thì, ở đây không chỉ là nhân cách lý tưởng của Ôn, thể hiện qua vai trò của một vị thầy, hay là sư phụ theo cách tôn kính của mỗi chúng ta. Mà đó còn là nhân cách của một nhà văn hóa giáo dục đầy lương tâm và tận tụy, mà tư tưởng chủ đạo được minh định sâu sắc bằng sứ mạng duy tuệ thị nghiệp của những ai phát nguyện sẵn sàng bước vào phương trời cao rộng, lý tưởng giáo dục và những phương pháp thực hiện lý tưởng này, hiển nhiên Phật giáo đã có một lịch sử rất dài. Phạm vi hoạt động của nó không chỉ giới hạn chung quanh những tàng kinh các, hay những pháp đường của các tăng viện, mà còn ở cả nơi triều đình, công sảnh, và bất cứ nơi nào mà mọi người có thể tụ tập ít nhất là hai người. Trong tất cả sinh hoạt nhân gian. Ngày nay, khi nhìn lại nền giáo dục của đất nước qua từng thời đại, chỉ đến rọi chiếu trong phương pháp và tinh thần huấn luyện của gia đình Phật tử Việt Nam trong lẫn ngoài nước, đầu đó tư tưởng của Ôn vẫn mang những giá trị chủ đạo mà những ai còn quan tâm đến giềng mối giáo dục, ắt có lúc cần chiêm nghiệm, do đó, một nền giáo dục hoàn hảo phải chứng tỏ những hiệu năng nó có thể mang lại để thỏa mãn nhu cầu của người học. Vậy rồi, thay vì mở ra những con đường đi vào thế giới tâm linh sống động, người ta đã quay ngược lại để trở về với những nhu cầu hạ cấp của người học. Họ gieo cho người học những sợ hãi bất an trước một tương lai nào đó. Những sinh tồn, diệt vong, vân vân, đấy là những mệnh đề giả hiệu, chúng có tác dụng làm tăng mối sợ hãi. Nhưng chúng cũng có thế lực khích động rất lớn, và đề ra những đường lối phải theo. Y như một người tranh cử, hăm dọa cử tri bằng những viễn tượng đen tối của ngày mai,
nếu mình không được chọn lựa. Cũng vậy, đối với chúng ta, một đường lối giáo dục được lựa chọn là có phát triển và có duy trì, vừa tiến bộ và vừa không mất gốc. Trong trường hợp cực đoan, nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, hoặc phát triển, hoặc duy trì, xưa nay Phật giáo đã chọn lối đi thứ nhất. Gốc của con người là ở tại lòng người, thì dù có phát triển đến đâu bằng cả tấm lòng của mình, chẳng có gì gọi là mất cả. Bằng tư tưởng chủ đạo như vậy, giáo dục hay đào luyện cho người học, nghĩa là cho những thế hệ tiếp nối, không ai khác chính là tuổi trẻ. Vậy thì, trả lại niềm tin cho tuổi trẻ phải là bước khởi đầu, thể hiện tinh thần vô ý phải là bước quyết định. Kiến giải của người lớn, thái độ của tuổi trẻ chỉ là những tiểu tiết giúp chúng ta nhìn thẳng vào sự sụp đổ lớn lao của một chế độ giáo dục xây dựng bằng hăm dọa và hứa hẹn. Vì ở xa, và ít khi được ôn trực tiếp hướng dẫn, nhưng chỉ một lần duy nhất được nghe ôn xưng mình là thầy, khi ân cần nói với thế hệ tăng sinh trẻ, một chút niềm tin chưa hề thoái thất, chỉ mong cùng chia sẻ với thế hệ kế thừa. Một thế hệ đang trưởng thành để khơi tỏ ngọn đèn chánh pháp giữa một đất nước thấm nhuần phong hóa. Cầu mong các con có đủ dũng mãnh để đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình, tự xác định hướng đi cho chính mình. Thầy sẽ là người bạn đồng hành với các con trên đoạn đường bóng xế của đời mình. Tâm tình này, cũng không ngoài tư tưởng chủ đạo của ôn mà tôi xin khắc cốt ghi tâm. Cuối cùng, xin dừng lại bài viết này nơi đây, để tiếp tục miên man chiêm nghiệm những gì mà ôn đã trực tiếp hoặc gián tiếp hướng dẫn, bàng bạc và sống động bài pháp lục độ ba la mật. Tôi không biết gọi ôn bằng gì, vì tôi đã thọ lãnh nơi ôn nhiều thứ không thể nghĩ bàn, không thể nói ra hết được. Giữa đôi bờ Thái Bình Dương rì rào sóng vỗ, dưới đáy sâu vẫn còn hạt muối trẻ đôi lặng yên chưa tan. Con xin phục lại ôn và gọi bằng hai tiếng, ân sư. Với trọn vẹn ý nghĩa ân thọ mạng. Viết tại Mạc Cốc, Trốn Bụi. Ngày 3 tháng 10 năm 2023. Quảng Pháp Trần Minh Chiết. Một mùa trung thu có thầy. Quảng Thành. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương. Đưa chúng con đến bờ thơm hương. Đầu năm 2004, Hòa Thượng Tuệ Sĩ, nhập viện ở Bệnh viện An Bình, quận 5. Ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn vào nhà thương thăm bệnh thầy. Thầy nằm trên giường, khi thấy chúng tôi đến thầy vội vã ngồi dậy. Thầy đã ốm nay càng ốm thêm, nhưng đôi mắt rất sáng. Lời nói rất rõ ràng và đầm ấm, cũng xin nói thêm lúc thầy còn ở Thị Ngạn Am, mỗi buổi chiều khi đi làm về, thường ghé thăm thầy, hai thầy trò chuyện. Câu hỏi đầu tiên của thầy là hỏi ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn lúc dày sinh hoạt ra sao. Thầy cũng biết gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn nằm trong địa bàn của thủ đô Sài Gòn cũ từ quận 1 đến quận 11 rất nhỏ bé và yếu ớt, anh em chúng tôi bái bạch với thầy, chúng con vẫn tu học sinh hoạt bình thường, duy chỉ số lượng còn ít. Thầy động viên cố gắng, tinh tấn lên, có ngày sẽ mạnh, sẽ đông đảo và cố gắng tổ chức tu học, đi đúng đường lối, trung kiên và cũng phải giữ được đường lối, màu sắc mà các bậc tiền nhân khai sơn phá thạch đã sáng lập ra gia đình Phật tử Việt Nam. Trong lúc thầy trò hàn huyên tâm sự, thầy dạy ban hướng dẫn tổ chức thi vẽ tranh. Bạch thầy chúng con cũng muốn tổ chức, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thầy dạy mấy anh chị cứ tổ chức cho các em thi sơ kết, chung kết, còn mực, giấy vẽ. Phần thưởng để tôi lo, mấy anh chị cứ yên tâm, về tu viện Quảng Hương Già Lam xin ôn trụ trì tổ chức. Khi trở về, chúng tôi truyền đạt lại ý kiến của thầy với anh em trong ban hướng dẫn, các anh em rất hoan hỉ và sung sướng. Ban hướng dẫn chọn Tết Trung Thu ngày 16 tháng 9 năm 2004, tổ chức thi vẽ tranh. Anh em trong ban hướng dẫn rất cật lực làm khung tranh, tấm các tông để các em kê vẽ đúng khổ giấy vẽ, dụng cụ pha màu nước, rồi trang trí triển lãm tranh. Chấm giải, phát thưởng đến giờ khai mạc cũng như chấm tranh vẽ đều có thầy, thầy Nguyên Giác, thầy Đức Thắng sau này ban hướng dẫn cũng tổ chức được nhiều lần, rồi nhường lại cho ngành. Đồng Trung ương tổ chức, qua những lần vẽ tranh. Ngài luôn luôn thương yêu tạo điều kiện cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam phát triển ngày càng vững mạnh, nhất là ngành đồng gia đình Phật tử Việt Nam. Hòa Thượng luôn luôn dõi theo những hoạt động của gia đình Phật tử Việt Nam, nhất là trong chương trình đào tạo trường kỳ, huấn luyện huynh trưởng. Hôm nay Trung Thu về, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Đức Sài Gòn, các đơn vị tổ chức Trung Thu, chúng con rơi nước mắt mà thiếu bóng dáng thầy, thiếu thầy trong những mùa Trung Thu. Nguyện cầu hồng ân tam gia hộ cho ngài bệnh tật tiêu trừ, phước thọ tăng long. Quảng Thành. Hòa Thượng Tuệ Sĩ học giả uyên thâm.
lãnh tụ Phật giáo lỗi lạc của quê hương và cộng đồng thế giới. Lưu Tường Quang. Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh tiếng Việt là dự án vĩ đại đã bắt đầu nhưng chưa hoàn tất, nên kiến thức sâu rộng và lãnh đạo tuyệt vời của Hòa Thượng Tuệ Sĩ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường trong nhiều năm sắp tới. Chư Tôn Đức trong và ngoài nước cũng như Phật tử khắp nơi vẫn hẳn đã và đang nguyện cầu Đức Phật gia hộ để Thầy hoàn tất sứ mệnh cao cả này. Phật tử Lưu Tường Quang đã không có duyên lành học hỏi trực tiếp với Thầy khi Thầy là giáo sư thực thụ tại Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn, bởi lý do nghề nghiệp làm việc ở nước ngoài nhiều năm hơn là trong nước trong quãng thời gian ấy. Một giai thoại nhỏ về văn học Việt Nam hồi đầu thập niên 1960 tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn là cơ hội đầu tiên trong năm 2003 mà Quảng Tường có cơ may liên hệ trực tiếp với Thầy. Thực ra, tên tuổi của Thầy và Thượng tọa Thích Chí Siêu Lê Mạnh Thát đã được phổ biến khắp nơi khi nhị vị đã bị bắt giam hồi năm 1984 và sau đó đã bị kết án tử hình hồi tháng 9 năm 1988. Cũng như hàng ngàn người sinh hoạt trong xã hội dân sự tại những quốc gia tự do dân chủ, Quảng Anh và Quảng Tường cũng đã góp phần nho nhỏ vào các cuộc vận động công luận quốc tế để công lý được sáng tỏ, cho đến khi Thầy và Tiến sĩ Lê Mạnh Thát được trả tự do vào năm 1998. Hòa Thượng Tuệ Sĩ còn là một nhà thơ tên tuổi. Trong số rất nhiều tác phẩm trong lĩnh vực này, Quảng Anh và Quảng Tường rất hâm mộ tập thơ Giấc mơ Trường Sơn mà ấn bản Úc Châu đã được ra mắt phát hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2003 tại Sydney, với sự góp mặt quý báu của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì tu viện Quảng Đức Melbourne. Qua làn sóng phát thanh toàn quốc của SBS và VOA, thính giả tại Úc và Việt Nam đã nghe nhiều tường trình phỏng vấn của Ngọc Hân với Thầy Tuệ Sĩ, nhất là trực tiếp phỏng vấn tại nơi xảy ra sự biến Lương Sơn ở Bình Định năm 2003. Vị cao tăng, nhân sĩ trí thức Phật giáo T.S. Lê Mạnh Thát là người đồng hành với Thầy Tuệ Sĩ trong lao tù cũng như trong nỗ lực duy trì phát triển giáo hội và nền giáo dục Đại học Phật giáo tại Việt Nam. Quảng Anh và Quảng Tường đã có cơ duyên gặp gỡ và hầu chuyện với giáo sư nhân dịp tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak tại Bangkok hồi tháng 5 năm 2006. Giáo sư cũng là một diễn giả quan trọng tại hội nghị này. Tuy Quảng Anh và Quảng Tường chưa có duyên may được đảnh lễ Thầy Tuệ Sĩ tại quê nhà, nhưng cũng là một ân huệ đặc biệt vì chúng con vẫn nhận được những tác phẩm giá trị mà Thầy đã biên soạn trong nhiều năm qua. Thầy và con kiến nhỏ. Tâm Quang, Vĩnh Hảo. Năm 1973 tại Phật Học Viện Trung Đẳng, Hải Đức, Nha Trang, tình cờ đi ngang thiền thất của Ôn Giám Viện, con gặp Thầy. Đứng nói chuyện với vài vị tăng sinh ở đó, con chắp tay xá chào Thầy, rồi đi xuống liêu của điều. Lúc đó con đã nghe tiếng tăm của Thầy, biết đơn giản Thầy là vị tăng xuất chúng, lỗi lạc, đang dạy Đại học Vạn Hạnh và sẽ về đây dạy khi Phật Học Viện Trung Đẳng được nâng cấp lên thành Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức vào năm sau 1974. Đây có thể nói là cái duyên ban đầu con được diện kiến Thầy. Lòng cảm phục một vị giáo sư tuổi trẻ, tầm ngang lứa với quý vị học tăng của Viện. Cảm phục thôi, con kiến dưới chân núi, chỉ thấy những gì chung quanh, phía trước, chứ không có nhu cầu nhìn lên đỉnh núi cao. Kính Nhi Viễn Chi. Đầu năm 1976, từ Phật Học Viện Quảng Nam đã đóng cửa cùng với tất cả các trường Phật học toàn quốc, con về lại chùa Hải Đức Nha Trang là nơi con được Thế Phát xuất gia nhiều năm trước đó. Thời gian này thì con được gặp Thầy thường xuyên hơn. Viện Hải Đức trước năm 1975 có gần 200 tăng sinh nội và ngoại điển. Đến năm 1976 chỉ còn khoảng từ 20 đến 25 thầy và các chú sa di, điệu. Ở nơi trai đường nhỏ, dành cho các chú điệu và Phật tử, gần nhà bếp, thầy và quý thầy học tăng ít ỏi còn lại của Viện Cao Đẳng dùng bữa chiều tại đây. Thầy và thầy bổn sư của con ngồi đầu bàn, con làm thị giả. Một trưa nọ, con đi lang thang trên dãy nhà cũ trước là tăng xá dành cho học tăng chuyên khoa, nơi đặt thư viện của Viện Hải Đức, thấy thầy ngồi nơi băng đá gần gốc cây sứ. Tay thầy cầm một nhánh cây khô, đùa nghịch với một con kiến càng. Con kiến chạy từ đầu này đến đầu nọ là thầy đổi tay, hết đường, con kiến quay đầu chạy ngược về hướng đầu kia thì thầy lại đổi tay. Thầy say sưa ngắm nhìn cách con kiến quay đầu, quơ quơ hai râu và hai chân trước, rồi lại sang sái chạy. Dường như làm điều này thầy không có ác ý với con kiến, mà thầy đương ở trong một pháp quán, trầm tư trong một tra vấn, một câu hỏi triết học. Con bước chậm, đi ngang qua chỗ thầy mà thầy có vẻ như không để ý. Con thấy thú vị với hình ảnh một vị tăng sĩ trang nghiêm,
một giáo sư đạo mạo trong giảng đường đại học, lại hồn nhiên thích thú theo dõi bước đi của con kiến nhỏ. Đâu chừng tháng sau, con được thầy Bảo Quang học tăng cao đẳng, dẫn lên phòng thầy, lúc đó là một phòng nhỏ được ngăn ra từ thư viện, xin thầy dạy kèm cho con Anh văn, Hán văn hay bất cứ môn gì thầy thấy cần dạy cho một chú tiểu trung đẳng bị mất căn bản, mất trường lớp từ năm 1975. Trước đó con đã run sợ, không dám được xin học với thầy, vì vẫn luôn nghĩ đến thầy là ngọn núi cao, khó tiếp cận, nhưng thầy Bảo Quang cứ khích lệ, chú mà được thầy nhận dạy thì thật là phước đức, hy hữu. Chú không thấy hiện nay, tăng ni toàn quốc không được học ở bất cứ trường lớp nào hay sao? Con nghĩ, núi cao kia làm gì mà cúi xuống nhìn con kiến, chắc khó được thầy tiếp nhận. Vậy mà, thầy đã vui vẻ nhận dạy kèm cho con, chỉ riêng mình con, mỗi chiều 2 giờ tự động mở cửa thư viện, bước vào phòng thầy, học. Ngày đầu trắc nghiệm trình độ chữ Hán của con, thầy đưa con cuốn Trung luận chữ Hán, bảo dịch lời tựa của Tăng Duệ. Hôm sau con nộp bài, thầy ngồi đọc, để con ngồi yên đó chờ đợi, đọc xong, không phê phán gì, thầy bảo hôm sau trở lại. Hôm sau con vào, thầy lấy cuốn Đường Thi Tam Bách Thủ, hay cuốn Thi Văn chữ Hán nào đó con không nhớ, dạy con bài Đằng Vương Các Tự của Vương Bột. Đó là môn Hán, còn Anh văn thì ngày khác, cứ một ngày học Hán thì một ngày học Anh. Thầy dạy được một tuần thì thầy Bảo Quang thưa với thầy là nên tập trung thời gian học Hán văn hay kinh luận với thầy, còn môn Anh văn thì ai dạy cũng được, không dám phí thời gian của thầy. Thầy cũng tùy thuận, vậy là con qua học Anh văn nơi thầy Phước An vào giờ khác trong ngày, sẽ được học với thầy nhiều giờ hơn cho môn Hán văn hay kinh luận mà con mong đợi là sẽ có một lúc nào đó thầy truyền dạy. Một chiều, con đến học, đã quá 2 giờ rồi mà thầy vẫn còn ngồi miên man, chơi guitar một bản nhạc cổ điển Tây Phương. Con nhà quê không biết là bản gì, con ngồi im lặng, lắng nghe, say mê ngón đàn và phong cách trình diễn của thầy. Có vẻ như thầy đang nhập vào cung bậc thiền định nào đó của cảnh giới âm nhạc. Tuần sau, con bỏ học, con đã cáo bệnh hay viện một lý do nào đó để xin nghỉ học khi thưa với thầy Bảo Quang. Còn với thầy, con đã vô phép viết một thư ngắn nhét vào cửa phòng của thầy rồi rón rén đi ra. Con không nhớ con viết gì, chỉ nhớ là thư viết rất ngắn, xin nghỉ học, học trò 18 tuổi, ngông cuồng ham chơi, chưa thấy được đường lên non cao. Con để dành tiền mua một cây đàn guitar, một cuốn nhạc lý Tây ban cầm, tự học. Con cũng bắt đầu tập tành làm thơ từ lúc ấy. Vậy ra, con chưa được học Phật Pháp với bậc Pháp Sư Thượng Thẳng, chỉ mới học lõm bõm chữ Hán qua thơ đường, và con kiến vẫn chạy loanh quanh dưới chân núi, chưa học, chưa thấy được gì trên đỉnh núi cao. Vài tháng sau, thầy bỏ viện Hải Đức vào Sài Gòn, rồi nghe tin thầy qua Thái Lan. Thực ra chỉ là tin đồn để công an không cố truy tìm thầy. Vào thời gian đó, đi lại, tạm trú, thường trú trên toàn quốc đều phải có giấy phép, giấy chứng nhận hay sổ hộ khẩu của chính quyền địa phương. Thầy rời khỏi Nha Trang mà không xin phép, không báo cáo ai là đã có tội, rồi vào Sài Gòn không có giấy phép đi lại hay tạm trú là thêm một cái tội nữa. Vì vậy bỏ xứ ra đi không giấy tờ chứng nhận là một hành động liều lĩnh. Thầy rời bỏ Nha Trang là một cái tin động trời. Sau đó không lâu, cuối năm 1977, chú tiểu thanh niên 19 tuổi cũng rời bỏ đồi trại thủy và viện Hải Đức, đi lang thang vào Sài Gòn. Rồi được tin thầy bị bắt giam ở Chí Hòa 1978 đến năm 1980 mới được trả tự do. Thầy được tự do thì trò cũng tạm dừng bước phiêu lưu, theo lời giới thiệu của Ôn Chí Quang mà nhập chúng tu viện Quảng Hương Già Lam. Tình cờ cùng tháng 10 năm đó, 1980, thầy vâng mệnh Ôn Già Lam, mở khóa Phật học cao cấp, đào tạo đặc biệt cho học tăng đại diện các tỉnh tụ về. Đây có thể nói là khóa học đầu tiên của giáo hội dân lập, được tổ chức vào giai đoạn ấy. Buổi tối họp chúng ở trai đường Quảng Hương Già Lam để ghi danh học tăng nhập học, con được tham dự. Lúc đó thấy thầy chủ tọa buổi họp là con đã muốn tránh né. Vì sợ thầy nhớ lại cái tội năm xưa, chú điệu này dám bỏ học. Nhưng khi thầy Nguyên Giác đọc đến tên con đứng dậy chắp tay chờ đợi, thầy nhìn con một thoáng, ngần ngừ. Thầy Nguyên Giác hỏi thúc, có ghi danh người này nhập học không? Thầy nở một nụ cười nhẹ, từ bi gật đầu. Vậy là lần thứ hai, con được học trực tiếp với thầy, nhưng lần này là trong một lớp học đàng hoàng mà đa phần là quý thầy tỳ kheo, nhiều vị từng học Đại học Vạn Hạnh và Cao đẳng Phật học trước năm 1975. Qua khóa học này, con kiến được mở mắt thêm, mà mắt càng mở to, càng thấy núi cao ngất. Núi càng cao, con kiến lại càng khiếp sợ,
chờ bệnh cuồng ngông, muốn chạy xông ra ngoài biên cương của rừng núi. Muốn làm cái gì đó ngoài việc ngồi học kinh luận dưới sự giảng dạy tường tận thấu đáo của thầy. 2 năm sau, có lệnh của ban giám học là học tăng nào có ý vượt biên vượt biển thì sẽ bị mời ra khỏi chùa Già Lam để dành chỗ cho những vị hiếu học đang cần tham dự và được nội trú. Lúc đó, Ôn Già Lam đang gửi gắm con cho một gia đình Phật tử thân tín. Gia đình này tổ chức vượt biển, và sẽ gọi con ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ Ôn Già Lam đã nói chuyện đó với thầy. Thầy kêu con ra trước hồ Ca Điện Quan Âm, nói về mục đích của khóa học và cũng nêu cái điều lệ nghiêm khắc là sẽ không cho học tăng nào dự học mà cứ nhấp nhổm tính chuyện vượt biên. Thầy nói, tôi biết chú có học hay không học cũng không bị đuổi, vì chú đã thuộc chúng nội trú do chính Ôn Già Lam bảo lãnh. Rồi thầy mở đường cho con, thực ra, chú không cần học chữ Phạn, Pali, kinh luật. Gì nữa, bỏ hết đi, hãy đọc sách cho nhiều, đi nhiều và viết văn. Nghe lời khuyên của thầy, con vừa buồn tủi, vừa phấn khích. Buồn tủi là dường như trong mắt thầy, con không phải là học trò có căn cơ thích hợp cho việc nghiên tầm kinh điển, phát huy tuệ học, phấn khích là ít ra thầy cũng nhìn ra được khả năng nào đó của con về mặt văn chương. Thảo nào khi dạy kèm con ở Viện Hải Đức, thầy đã không dạy kinh luận cho con mà lại dạy đường thi. Tuần lễ sau đó, con cáo bệnh, thưa với thầy quản chúng là tạm thời nghỉ học để chữa bệnh, mà thực tế là con có bệnh chi đâu. Con không đến lớp nữa, chỉ vào nghe thầy giảng trung luận buổi tối, đây là môn dạy thêm ngoài chương trình. Cho đến một ngày đầu năm 1983, con lặng lẽ từ giã Ôn, từ giã thầy và lớp học Già Lam. Con kiến thay vì trèo lên núi cao, đã vào rừng sâu mơ việc đội đá vá trời. Rồi một ngày trên rừng sâu, tháng 4 năm 1984, nghe tin thầy bị bắt giam lần thứ hai. Rồi Ôn Già Lam mất. Những tin buồn dồn dập làm con khóc sưng cả mắt, có khi loáng thoáng nghe tin họ sẽ kết án tử hình thầy và thầy Lê Mạnh Thát, con đã nghĩ tới việc tự thiêu để phản đối. Con kiến nhỏ dường như lúc nào máu cũng nóng, cũng ngông. Học thì lười mà chuyện ở đâu ngoài đường, chuyện nước non, thấy bất bình là húc đầu vào. Một năm sau ngày thầy bị bắt, con cũng vào tù vì cái tội, bẻ nạng chống trời. Con bị tù sau nhưng lại ra tù sớm hơn thầy nhiều năm. Có khi con thật tiếc là thầy đã bị mất đi một khoảng thời gian khá dài trong lao ngục, không giảng dạy, sáng tác, phiên dịch gì được. Nhưng cũng có khi con tự an ủi, với nội lực và kiến giải thâm sâu của thầy, không có thời gian nào trong đời là uổng phí, nhất là trong hoàn cảnh không có chi để làm ngoại trừ việc tập trung thiền định. Ra khỏi tù, thầy liền sang tay lo việc giáo hội, rồi liên tục đêm ngày giảng dạy, phiên dịch, chú giải. Thoát cái đã phần tư thế kỷ kể từ ngày thầy được tự do khỏi ngục thất. Trách nhiệm càng sâu nặng, việc càng dồn dập, thân bệnh yếu mà thầy phải gánh vác bao việc lớn, bao việc dài lâu cho Phật Pháp, cho đất nước, cho các thế hệ đi sau. Những người học trò như con, cứ nghiệm về hành trạng, hoài bão và dự hướng của thầy trong giai đoạn cuối đời là xót đau trong lòng, không ngăn được nước mắt. Con tiếc đã không phải là học trò ngoan giỏi của thầy đời này để có thể phụ trợ thầy thật hữu hiệu trong những công trình hoằng pháp, giáo dục dài lâu, con cũng tiếc là không đủ phước duyên để thân cận, hầu hạ chăm sóc thầy khi thầy bệnh nặng già yếu. Con như con kiến nhỏ ham chơi lêu lổng, đã đôi lần có cơ hội được gần thầy để thọ giáo từ biển trí bao la, từ non tuệ hùng vĩ, mà lại vô minh, quay lưng bỏ đi, ngao du trên những con đường gập ghềnh sỏi đá. Tiêu phí tháng năm trong những giấc mộng đời phù du huyễn ảo. Giờ này thầy đã ở khoảng cuối của cuộc thế trăm năm, sống chết được đếm trong từng hơi thở, mà con vẫn ở xa, tận chân núi ngước nhìn lên đỉnh Cô Phong, vẫn thấy kiến giải và đạo hạnh của thầy cao vời vợi. Nhiều đời nhiều kiếp sau con vẫn không thể nào vói tới. Con không tự ti là mình quá thấp kém, nhưng con thật hạnh phúc, thật hãnh diện là trong đời này, con từng được làm người học trò nhỏ của một bậc thầy trí tuệ thẩm thâm hiếm có của thiên kỳ qua. Dù con không được học nhiều, nhưng con biết là thầy đã biết. Con kiến mọn đã thấy con đường. Từ phương xa vọng về nơi an trú của thầy, xin phủ phục đảnh lễ bậc ân sư khả kính đã khai mở mắt tuệ và vạch lối đi cho hành trình vạn dặm muôn đời sau của con. California, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tâm Quang, Vĩnh Hảo. Thầy tuệ sĩ, bậc thạc đức và nhà giáo dục lớn. Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ. Theo từ điển Bách Khoa Toàn Thư mở Wikipedia, nói về thầy. Tuệ sĩ, ông là một học giả uyên bác về Phật giáo, nguyên giáo sư thực thụ của Đại học Vạn Hạnh tại Sài Gòn, nhà văn,
nhà thơ, dịch giả và là một người bất đồng chính kiến với chính phủ Việt Nam. Ông hiện là xử lý thường vụ Viện Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông thông thạo tiếng Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Nhật, đọc hiểu tiếng Đức. Ông được giới học giả Việt Nam đánh giá cao vì đã công bố nhiều tiểu luận, chuyên khảo, thơ và nhiều công trình dịch thuật Phật giáo từ tiếng Phạn, tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật. Chú thích mở ngoặc Amnesty International, ASA 41010-1998, December 1998. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 5 năm 2003. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2003 đóng ngoặc. Lúc bị bắt năm 1984, ông và Thích Chí Siêu được coi là hai nhà sư uyên bác nhất của Phật giáo Việt Nam đang soạn thảo quyển bách khoa Phật học Đại Tự Điển. Chú thích mở ngoặc niên biểu Phật giáo Việt Nam. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 18 tháng 10 năm 2007. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. Tiểu sử Thích Tuệ Sĩ tải xuống ngày 30 tháng 9 năm 2023 đóng ngoặc. Vì thế khi viết về một bậc thầy của bốn chúng, Hòa Thượng Thích Nguyên Chứng, pháp hiệu là Thích Tuệ Sĩ, chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng Thống, một bậc Long Tượng, một vị thiền sư, một học giả lỗi lạc, một nhà thơ, một bậc thầy của nhiều vị thầy, thì cá nhân người viết không có đủ khả năng hay ngôn từ để viết về ngài. Thôi thì xin chia sẻ nơi đây những lời thô thiển của một kẻ hậu học, bằng tình nghĩa thầy trò bấy nhiêu năm qua, được học hỏi và làm việc dưới sự chỉ bảo, dìu dắt và nâng đỡ của thầy. Với rất nhiều người, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ là một nhà thơ, một cao tăng thạc đức, một nhà giáo dục, một nhà lãnh đạo nổi tiếng của GSP-GVNTN, vân vân. Và vân vân, nhưng đối với người viết có thể ca ngợi thầy là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục tại Việt Nam. Những đóng góp sâu sắc của thầy cho Phật giáo, triết lý và giáo dục đã để lại nhiều dấu ấn không thể phai mờ. Ở thầy, người viết học từ thân, khẩu ý của thầy và trong cách tư duy về phương thức học hỏi, giảng dạy và hành trì giáo lý của Đấng Từ Phụ. Là một nhà giáo dục lớn mẫu mực và có tầm nhìn xa rộng, thầy đã và đang là ngọn hải đăng cho nhiều thế hệ, trong đó có người viết. Đầu thập niên 1970s, thầy đã được thỉnh cử làm vị giáo sư chính thức của Đại học Vạn Hạnh nổi tiếng lúc bấy giờ dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng như tại Viện Cao đẳng Phật học Hải Đức Nha Trang. Đầu thập niên 1980s, thầy đã làm giáo thọ sư cho những vị thầy ở Quảng Hương Già Lam, và bắt đầu thập niên 1990s và 2000s. Thầy tiếp tục nuôi dưỡng và dạy dỗ vô số tăng tài và ủng hộ các cư sĩ tại gia bằng cách gửi học trò của mình xuất ngoại nhằm trau dồi thăng tiến cả hai lĩnh vực nội điển và ngoại điển. Trong nước thì thầy cố vấn, dạy bảo, dìu dắt và nâng đỡ cho tổ chức gia đình Phật tử truyền thống và các lớp học online xuyên lục địa. Thầy là một nhà giáo dục lớn mà người viết đã thọ nhận, lối giáo dục của thầy thông suốt qua thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Từ khi nghe thầy trở bệnh nặng và có thể không qua khỏi, tâm can người viết cảm thấy bồn chồn, lo lắng và bất định. Tâm chưa tịnh đủ để viết những gì muốn thổ lộ. Giờ đây, chỉ xin viết những đoạn văn đứt đoạn như nhắc lại đôi chút kỷ niệm ân cần với thầy với lòng biết ơn vô hạn. Những đoạn văn đứt đoạn về thầy. 1. Thầy là một người giản dị, thư thái, rất nghệ sĩ và hài hước. Chúng tôi đến với thầy trước nhất là vì văn học nghệ thuật. Với những đoạn thơ ngắn nhập đề như, ngược xuôi nhớ nửa cung đàn, ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về, và cả một tuyển tập giấc mơ Trường Sơn. Sau nữa là những bài học Phật Pháp online, những chương trình tu học hoặc trải huấn luyện của tổ chức gia đình Phật tử, sau này là cơ hội làm việc để tiếp nối thầy trong công cuộc Hoằng Dương Chánh Pháp và con đường giáo dục văn hóa mà thầy đã vạch ra. Chúng tôi đã dịch một số thơ văn của thầy và học hỏi rất nhiều điều khi có cơ hội tiếp cận thầy qua email, phone hay những lần tiếp xúc ngắn với thầy khi về Việt Nam. Những lần đọc một bài thơ hay, một áng văn đẹp của thầy, người viết tập tành dịch ra tiếng Anh và gửi thầy đọc lại. Thầy góp ý và dạy bảo thêm vì có những chỗ người dịch chưa hiểu hết tâm ý của thầy và người chỉ bảo tận tường. Qua đó mới hiểu được những tư tưởng sâu thẳm của thầy, cũng như những từ ngữ ẩn dụ, tượng hình phổ thông, như các từ em, mắt biếc, quán trọ, vân vân. Quán trọ, trong thơ của thầy. Không chỉ là thời gian cho việc ở tù của thầy mà là một quãng đời của con người trên trái đất này và xa hơn nữa và trong kiếp sống luân hồi của mình. T.
Tinh thần bất khuất của thầy là bài học thân giáo thầy dành cho tất cả mọi người con Việt. Trước án tử hình và sau này là tù chung thân với tội là tuyên truyền lật đổ chính quyền, thầy đã chịu tù hơn 10 năm, đến năm 1998 nhà nước bảo thầy viết giấy, xin khoan hồng, để được trả tự do, thầy trả lời, chúng tôi đã không công nhận giá trị của phiên tòa này, tính pháp lý của bản án này, các ông không có quyền giam giữ chúng tôi thì sao lại có quyền khoan hồng hay ân xá chúng tôi. Thầy cũng đã có lần âm thầm tuyệt thực và viết một lá thư gửi cho nhà cầm quyền, nói, một là tôi tự do ở đâu tôi muốn, hai là vào tù trở lại, chứ mấy ông không thể thả tôi ra khỏi nhà tù nhỏ để nhốt tôi vào nhà tù lớn hơn là cả đất nước này. Cuối cùng tháng 9 năm 1998, thầy cũng được trả tự do. Nhưng thầy vẫn thanh thản, bao dung, tự tại, không oán than chi hết. Thầy luôn khuyên bảo chúng tôi và những người chung cùng làm việc với thầy là, lấy văn hóa và giáo dục làm hành trang cho cuộc đời mình. Đó là việc dài lâu, chính trị hay các thể chế chỉ là tạm thời. Thầy vẫn thường nhắc đi nhắc lại như thế. 2. Nhớ lần đầu tiên gặp thầy bằng xương bằng thịt tại Hương Tích Phật Việt, nhờ thầy hạnh viên sắp xếp. Buổi gặp gỡ thật đạo vị và thân tình, thầy hiền từ, gần gũi, đa tài và khôi hài. Nhưng ấn tượng nhất là lần gặp ở một miền quê hẻo lánh. Hôm đó chúng tôi đón xe khách, tài xế chạy suốt đêm từ Sài Gòn đến Danbury thì trời đã quá nửa đêm và hai chúng tôi được bỏ lại ở một ngã ba đường. Thầy Quảng Ngộ, thị giả của thầy, chạy xe Honda máy ra đón và đưa chúng tôi về thị Ngạn Am yên ả và trầm mặc. Trời khuya, nên chúng tôi ngủ lại ở nhà chính để sáng hầu chuyện cùng thầy. Danbury, Bảo Lộc, Lâm Đồng, sáng đó, trời mát dịu. Không gian như rỗng lặng và thời gian như chậm lại. Bên thầy, thăm, hỏi và hàn huyên, sau đó tôi xin thầy cái tên để gieo duyên làm đệ tử của thầy và làm bút hiệu để làm việc. Thầy bảo vậy gọi anh bằng, Thiên Nhạn, nghe hai chữ này, tự nhiên lòng khựng lại vì không dám. Bởi lẽ chữ, Nhạn, là tên của dì ba mình và có vẻ con gái, mà mình là đấng mày râu. Không muốn nhận và không dám nhận vì cánh nhạn trời này có phải là những điều thầy muốn gửi gắm như trong bài thơ, Nhạn quá trường không, của thiền sư Hương Hải mang tinh thần nhập thế của Phật giáo Đại Thừa. Bài thơ như sau. Nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Thiền sư Thanh Từ đã dịch bài như sau. Nhạn bay trên không bóng chìm đáy nước nhạn không có ý để giấu. Nước không có tâm lưu bóng. Nghĩ thế nên con nào dám, xin thầy cho tên khác. Sau một hồi hầu chuyện qua lại cùng thầy, thầy bảo giữ y nguyên như vậy. Và đó cũng là lối giáo dục bằng y giáo của thầy, dạy hàng đệ tử của mình hãy dấn thân theo tinh thần nhập thế. Đem đạo vào đời để làm cho cuộc đời bớt khổ thêm vui. Tên đặt hay ngôn ngữ cũng chỉ là phương tiện dấn thân của Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Đạo. 3. Món quà trân quý từ thầy. Ngoài những biệt tài ưu việt về Phật học, văn chương, triết lý, âm nhạc, vân vân, thầy còn viết những câu đối thật tuyệt vời và chữ thảo thật đẹp. Món quà quý giá đầu tiên mà thầy tặng cho người viết là một thư pháp chữ Hán. Thư pháp là bài kệ tán trong Kinh Lăng Già như sau. Chi nhân pháp vô ngã phiền não cập nhĩ diệm thường thanh tịnh vô tướng nhi hưng đại bi tâm. Và theo chúng tôi hiểu nghĩa bài kệ này như sau, biết người và pháp đều vô ngã phiền não cùng sở chi chướng vốn thanh tịnh, vô tướng. Nên khởi tâm đại bi. Sau này, chúng tôi được biết, thầy dạy rất rõ trong bài dẫn vào thế giới văn học Phật giáo, theo đó văn học Phật giáo lấy tư tưởng của giáo lý Phật Đà, lấy tâm nguyện đại bi, đại trí và đại hùng, để bước. Món quà kế tiếp là thầy viết lời giới thiệu cho cuốn sách Chánh Niệm. Chất liệu tỉnh giác trong cuộc sống và học đường của chúng tôi, trong đó thầy đã dạy, tập sách không phải tập hợp một mớ lý thuyết, mà dẫn dụng những ứng dụng cụ thể và những kết quả đạt được, hoặc lớn hoặc nhỏ, rất đáng khích lệ. Đối với các huynh trưởng gia đình Phật tử, với tâm nguyện, với trách nhiệm tự nhận, ước mong hướng dẫn các đoàn sinh, các đàn em của mình, trưởng thành trong chánh pháp, bằng nhận thức và hành động được tu dưỡng, được tài bồi, của Phật Pháp trong nhiều năm, tập sách này là tư liệu tham khảo cần thiết để tăng trưởng nhận thức, phát huy những tinh hoa trong Phật Pháp trao truyền cho các thế hệ đàn em, vì một xã hội hài hòa, an lạc, một dân tộc bao dung nhân ái trong một đất nước thanh bình. Tiết Nhi Đồng Việt Nam 2021. Đó là những món quà quý giá thầy tặng cho chúng tôi, và đó cũng là lời gửi gắm dạy dỗ cho hàng huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử nói riêng và tuổi trẻ Phật giáo nói chung là lấy tâm nguyện đại bi,
lấy hạnh nguyện và con đường Bồ Tát mà hành hoạt và hiến dâng cho cuộc đời. Một lối giáo dục đầy từ bi, bác ái, nhân văn, thực tiễn và khai phóng. 4. Một buổi tối trời se lạnh, khoảng đầu năm 2021, có một cú điện thoại gọi qua Viber app, xa lạ với tên gọi là Ibo, đang lưỡng lự là có bắt phone không. Sau một hơi thở sâu và chậm, chúng tôi quyết định nghe điện thoại. Ồ thì ra đó là Ôn Tuệ Sĩ từ bên Nhật gọi qua Hoa Kỳ. Đó cũng là sự bắt đầu cho chuỗi thời gian nối kết thầy và chư tăng ni tại hải ngoại để từ đó dẫn đến sự thành lập Hội đồng Hoằng Pháp và các Phật sự quan trọng khác. Làm việc với thầy mới thấy sự kham nhẫn và khiêm nhường của thầy. Có những văn bản mà thầy viết rất hay, chí tình chí nghĩa, tình đạo, tình đời viên dung, rất người và ký với những tên tuyệt diệu và khiêm nhượng với vị trí của thầy. Những lần thầy ký Thiện Thệ Tử, Vãn Bối Tỳ Kheo, Bình Pháp Tỳ Kheo, vân vân, nhưng có một văn bản, thầy ký Tiểu Tăng, Thích Tuệ Sĩ đã làm tôi bật khóc vì thương thầy, thương cho đại cuộc và thương cho giáo hội. Mặc dù trên lĩnh vực hành chánh, cương vị của thầy lớn hơn so với những vị thầy khác, nhưng thầy vẫn ký là Tiểu Tăng, làm chúng tôi càng phục và càng thương thầy. Có lần lắng nghe thầy tâm sự, tôi càng thương và đồng cảm với thầy và nhận chân rằng con đường thầy đang đi rất lẻ loi, giáo hội thiếu nhân sự và có rất ít người cùng đồng hành. Tuy nhiên mỗi khi có ai đó có phước duyên gặp gỡ và làm việc cùng thầy thì những vị đó đều là những người đồng hành, những kẻ cùng tử và trung kiên. Trở lại việc giáo dưỡng của thầy, có những lúc có vài trắc trở vì không gian và thời gian để đưa đến một vài sự hiểu lầm nhau, thầy dạy, chuyện nghi ngờ lặt vặt, ai có ác ý hay thiện ý gì cũng không quan trọng. Nhiều khi thầy dạy rất ngắn và chúng tôi lãnh ngộ và thái độ yên lặng gìn giữ cho thân tịnh tâm an để tiếp tục làm việc. Bậc minh sư đó, lúc nào cũng tận tụy và dạy dỗ học trò đúng lúc đúng thời. 5. Đối với tăng ni, thầy đã viết, hướng dẫn và tạo niềm tin qua các tiểu luận như định hướng tương lai cho tăng ni trẻ, thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, bao nhiêu thông điệp, chúc thư, vân vân, cho hàng cư sĩ thầy gửi gắm và dạy dỗ qua nhiều tác phẩm như Đô Già Bồ Tát Giới, Thắng Man Giảng Luận, Huyền Thoại Duy Ma Cật, tiểu luận như Văn Minh Tiểu Phẩm, Trí Thức Phải Nói, thư chào mừng Đại hội cư sĩ Phật giáo hải ngoại, vân vân. Đối với tuổi trẻ, thầy đã giảng dạy qua đạo Phật với thanh niên, Buddhism và The Youth, tuổi trẻ lên đường, suy nghĩ về hướng giáo dục đạo Phật cho tuổi trẻ, vân vân. Với gia đình Phật tử thì vô số kể, chúng tôi xin kể một vài câu chuyện khác, thầy lúc nào cũng thương yêu, động viên và dạy bảo gia đình Phật tử bằng thân, khẩu và ý giáo của mình. Năm 2004, thầy khuyến khích và bảo trợ tài chính cho ban huynh trưởng gia đình Phật tử miền Quảng Đức, Sài Gòn tổ chức thi hội họa, văn thơ. Năm đó, thầy đã bảo trợ từ vật chất đến tinh thần, đích thân đến chứng minh. Thầy đã khuyên tân quý anh chị em Lam Viên tổ chức và tham dự những hội hè, mở ra một truyền thống đẹp cho tổ chức gia đình Phật tử. Ở hải ngoại, thầy thường xuyên thăm hỏi và để ý đến sự đoàn kết của tổ chức cũng như những huynh trưởng có trình độ khả năng hội nhập những hội đoàn quốc tế vì thầy luôn quan niệm gia đình Phật tử cần phải vươn lên theo chiều hướng văn minh và phát triển của xã hội. Thầy có nhiều niềm tin yêu và hy vọng vào tuổi trẻ. Có một em sinh viên trẻ, pháp danh Tâm Thuần, viết tiểu luận về thơ thầy và rất dũng cảm để chia sẻ trên mạng mặc dù có thể bị khó khăn trong việc học của em. Thầy email bảo rằng, tôi đã đọc hết tiểu luận của cô bé Tâm Thuần. Bài viết rất vững, trình độ xúc cảm và nhận thức về thơ khá sâu. Dù sao đây cũng chỉ là một tiểu luận mang tính báo cáo nhiều hơn, nhận thức thơ qua các phê bình của nhiều tác giả chứ chưa thấy được cảm xúc thơ của chính người đọc thơ và người làm thơ. Tôi thật sự cảm động và rất vui về tương lai với một thế hệ mới có tâm hồn cao đẹp như thơ, để cho đất nước này cũng đẹp tình người như những bài thơ. Có một điều khiến tôi suy nghĩ, post tiểu luận của cô bé lên thì rất tốt cho nhiều người, gợi hứng niềm tin về một thế hệ trẻ nhiều tình tự dân tộc, nhưng còn đang học, không biết việc phổ biến này sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô bé hay không. Chế độ không cho phép ai phê bình nó, điều này tất cả chúng ta đều hiểu rõ. Anh cũng nên nói chuyện với cô bé về điều này. Điều muốn nhấn mạnh ở đây là thầy đã và đang quan tâm cho giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên cũng như đặt niềm tin vào tuổi trẻ. Dĩ nhiên, em nữ sinh viên này rất vui được thầy khen và đồng thuận cho đăng trong sự can đảm của mình. Âu đó cũng là những lời gửi gắm của thầy đến em sinh viên Tâm Thuần nói riêng, cũng như bao nhiêu sinh viên trẻ khác trong đất nước hình chữ S thân yêu và khắp mọi nơi. Thầy luôn tin yêu, hy vọng, bảo vệ và tạo cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam.
6. Những lúc làm việc với thầy, mới thấy sự làm việc nghiêm túc, nhưng phóng khoáng và dân chủ của thầy. Thầy rất chỉnh chu, tỉ mỉ khi làm việc. Chúng tôi nhớ khi làm cuốn Thiền định Phật giáo khởi nguyên và ảnh hưởng, cuốn tổng quan về nghiệp với thầy và anh Nguyên Đạo Văn Công Tuấn bên Đức, càng biết là thầy làm việc nghiêm túc, tinh cần và rất quy củ, từ góp ý bìa cho đến phút nốt, thầy làm việc từ sáng đến chiều và làm việc bất cứ lúc nào thầy khỏe. Có lần thầy bảo vào ngày thứ Bảy sát, xếp 18, 2021, 3 giờ 57 chiều quyết định chọn bìa này đi, bìa không có hình, nếu mọi người vui vẻ chấp nhận. Nếu không đồng ý, có hình Phật cho vui mắt một chút thì cũng được, vui vẻ đồng ý với nhau là được. Thầy không bảo thủ và nhường quyền quyết định cho số đông. Nhưng nói ở đây là thầy làm việc luôn cả ngày lẫn đêm, thậm chí vào cuối tuần. Một lần khác, mới vừa ăn sáng xong, cuốn TQVN đã đọc đi đọc lại đến 6 lần vì thầy cần sửa những phút nốt. Thầy dậy, vào ngày thứ Năm, Thu, Óc 7, 2021 7 giờ 6 giờ sáng, thế thì tốt đẹp rồi, có thể ấn hành được rồi. Sách đã làm xong, sự đóng góp nhiệt tình của các huynh đệ để sách được hoàn chỉnh. Chân thành tán thán công đức của các huynh đệ đã trực tiếp hoặc gián tiếp cho sách. Thầy cũng thực sự thân mật với những người làm việc cùng thầy. Thầy luôn gọi nhau là anh, như tình pháp hữu. Chúng tôi nhớ là chưa có bao giờ thầy gọi chúng tôi là con, lúc nào cũng gọi là anh, hoặc tên phè mặc dù chúng tôi có lúc gọi thầy, là, hòa thượng, là, ôn, nhưng thầy cứ gọi chúng tôi là anh, hoặc, quý anh. Âu đó cũng là một lối giáo dục từ khẩu giáo và thân giáo của thầy. 7. Trong cuốn sách đầy ảnh hưởng, Du Già Bồ Tát Giới, 2010 thầy đã nêu rõ tầm nhìn của mình về giáo dục, lấy nền tảng Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hành làm kim chỉ nam cho một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn, an bình và thịnh vượng. Thầy tin rằng, văn hóa và giáo dục không những chuẩn bị cho cá nhân trở thành công dân tích cực, thăng tiến mà còn nuôi dưỡng các giá trị nhân văn, dân chủ, tương đồng, khoan dung và trách nhiệm xã hội. Ý tưởng của thầy tiếp tục định hình các cuộc thảo luận về vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy tâm từ, hòa bình, các khía cạnh xã hội dân chủ nhân văn. Nói tóm lại, những đóng góp của thầy, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, cho nền giáo dục Phật giáo còn kéo dài hơn cả cuộc đời thầy qua công trình đồ sộ phiên dịch Đại Tạng Kinh bằng tiếng Việt. Đó là một di sản tâm linh, một di sản giáo dục rất lớn và từ trước đến nay của Phật giáo Việt Nam. Sự hành trì nghiêm mật, sự trải nghiệm và trí tuệ vô biên của thầy tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia, các nhà giáo dục Phật giáo, cũng như các giới văn nghệ sĩ đến các nhà hoạt động xã hội. Tam giáo của thầy có thể là định hình cho các hoạt động giáo dục hoặc những người tự cho mình là nhà giáo dục giáo viên trên toàn thế giới có tầm nhìn chung để nương vào và hành hoạt. Ý tưởng và hoài bão của thầy đặc biệt phù hợp trong bối cảnh giáo dục ngày nay. Trong đó nhấn mạnh đến nhân bản, dân tộc, và sự dấn thân của giới trẻ để tư duy, phê phán và phát triển đạo đức và tâm linh theo đà phát triển kỹ thuật và khoa học của thế kỷ 21 này. Cuối cùng, chúng tôi có niềm tin sâu sắc là thầy vẫn còn với chúng ta. Có lần chúng tôi nói với thầy rằng là hàng đệ tử tư chúng cần thầy phải sống thêm 10 năm nữa để cho công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh được thành tựu viên mãn. Thầy cười bảo, 10 năm thì không dám, nhưng chắc 3 năm thì được. Nhưng đến giờ này thì chỉ hơn 1 năm thôi. Vậy mong thầy tiếp tục sống để làm điểm tựa cho hàng hậu học. Chúng con cũng xin nguyện sẽ tái sinh, và đồng hành cùng thầy tiếp tục công việc phiên dịch Đại Tạng Kinh còn dang dở. Thầy ơi! Tháng 10 mưa rơi thuyền từ giáo hội chỉ còn thầy thôi. Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Đầu tháng 10, Sacramento, California. Xin cúi đầu. Tâm thường định Bạch Xuân Phẻ. Tủ sách áo lam xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết tập 10. Nếu quý vị chưa đăng ký thì hãy subscribe đăng ký vào kênh Tủ sách áo lam để chúng con thông báo khi chúng con tải tập kế tiếp lên YouTube. Đương nhiên like và chia sẻ video này cũng không kém phần quan trọng. Một lần nữa Tủ sách áo lam xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào tập 11.